Kính thưa quý vị, câu chuyện nhà máy nước biết rằng nguồn nước nhiễm dầu nhưng vẫn cấp cho người dân sử dụng trong mấy ngày trời khiến cho dư luận hết sức bức xúc. Chỉ đến khi dư luận lên tiếng thì chính quyền thành phố mới đưa ra khuyến cáo là tạm dừng sử dụng nguồn nước này cho việc ăn uống, đồng thời tiến hành cắt nước để thau rửa. Việc mất nước hoặc là nguồn nước không đảm bảo không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn khiến cho sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Khu đô thị Glesimco, An Khánh, Hoài Đức, 11 giờ đêm, người dân vẫn còn xếp hàng dài để chờ lấy nước. Mọi loại bình, chậu, xô nhựa đều được huy động tối đa để chứa nước. Tuy nhiên, cả khu đô thị với hàng nghìn hộ dân chỉ có vài xe cấp nước đến. Chính vì thế mỗi người cũng chẳng lấy được bao nhiêu. Nhiều người chưa đến lượt xếp hàng thì đã hết nước. Ôi giời, mất để mấy chục người mà đến. Còn thì lấy vừa hết thì thôi, vui vẻ vậy. Về cho đây cho các cháu nó đánh răng, nó rửa mặt. Hiện có 4 địa điểm cung cấp nước miễn phí cho người dân, gồm nhà máy nước Hạ Đình, nhà máy nước Pháp Vân, nhà máy nước Mai Dịch và trạm cấp nước Quỳnh Mai. Gia đình 4 người lớn, một trẻ con thì tôi chỉ xin 2 bình, 2-3 bình. Rồi ăn thôi. Vâng, nhưng còn nước rửa tắm giặt vẫn dùng nước kia cũng không được an tâm lắm. Vì thực ra cái cháu bé thì cơ thể nó nhạy cảm hơn, nó không như người lớn. Tuy nhiên, không phải người dân nào cũng có thể đến tận nơi lấy nước do hầu hết các nhà máy nằm xa trung tâm và việc vận chuyển cũng rất khó khăn. Vâng, tại cuộc họp báo vào chiều ngày hôm qua, thì Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà cho biết là công ty phát hiện dầu tràn vào ngày 9 tháng 10 chứ không phải là vào ngày 8 tháng 10 như là thành phố Hà Nội nêu. Nhưng mà câu trả lời có vẻ là chẳng có liên quan gì đến vấn đề là trách nhiệm của đơn vị khi mà biết nguồn nước bị ô nhiễm nhưng mà vẫn cấp cho người dân. Và 6 ngày sau thì mới khuyến cáo là chỉ dùng nguồn nước này cho tắm giặt mà thôi. Vậy trách nhiệm thuộc về ai? Luật sư Giang Hồng Thanh đến từ Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội sẽ có câu trả lời về phía mình. Thưa luật sư, anh cho biết là cái mức độ của vụ việc nó như thế nào khi mà nó có thể ảnh hưởng đến cả chục ngàn dân ở Hà Nội như thế ạ? Vâng, cá nhân tôi thì đánh giá rằng đây là một cái sự việc đặc biệt nghiêm trọng và từ xưa nay chưa từng xảy ra. Chúng ta đều biết là từ trước nay có trước đây có rất nhiều lần, hàng chục lần thì người dân bị ngừng cấp nước do đường ống sông Đà bị vỡ. Tuy nhiên là cá nhân tôi thì thấy rằng là cái việc nước dùng ít còn hơn là phải dùng nước không sạch và có nguy cơ là có thể dùng nước bị ô nhiễm. Vì vậy tôi cho rằng là cái việc mà người dân đang phải dùng nước hiện nay từ đường nước sông Đà đã bị ô nhiễm là một sự kiện chưa từng có và gây ảnh hưởng rất nhiều, không chỉ là xáo trộn đến đời sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến cả sức khỏe và thậm chí là tính mạng, thậm chí là vật chất của người dân. Dạ, vâng. Vâng, vậy thì nhìn từ góc độ pháp lý thì anh nhận định rằng trong cái vụ việc này thì ai sẽ là người phải chịu trách nhiệm và đền bù những thiệt hại cho người dân? Và người dân ở đây thì chính là những khách hàng đã bỏ tiền ra để mua nước. Vâng. Tôi thấy rằng là đối chiếu quy định của pháp luật thì có ít nhất là hai đối tượng phải chịu trách nhiệm trong việc này. Thứ nhất là cái người mà đổ trộm dầu thải ra nguồn nước thì đương nhiên là người đấy sẽ bị xử lý về hình sự. Tôi cho rằng là trong cái trường hợp này thì hành vi là đổ trộm nước ra đổ trộm dầu thải ra nguồn nước có đủ yếu tố để cấu cái thành tội là gây ô nhiễm môi trường theo điều 235 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Còn đối với những cá nhân mà biết rằng nguồn nước ô nhiễm nhưng không có những cái biện pháp ngăn chặn, không có những biện pháp khuyến cáo người dân mà vẫn để người dân sử dụng đến 6 ngày sau mới có cái biện pháp để ngăn chặn cái sự việc đấy thì có dấu hiệu của cái tội là thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể là làm chết người này, hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể là gây thiệt hại đến sức khỏe của người khác từ 61% trở lên, và hậu quả nghiêm trọng ở đây có thể là gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng trở lên, thưa chị. Có thể hiểu ở đây có nghĩa là hai thực thể có thể sẽ bị khởi tố, đó là người đổ trộm. Đúng rồi. Và đơn vị cung cấp. Và cá nhân những cái người nào có trách nhiệm phải thông báo, phải có những cái biện pháp làm ngăn chặn những cái hậu quả xảy ra mà không thực hiện những cái biện pháp đấy gây cái hậu quả là 6 ngày người dân phải sử dụng nước không sạch. Vâng, chúng ta sẽ cùng xoáy sâu hơn nữa vào cái sự chậm trễ khi là để cho cái sự việc diễn ra khá là lâu rồi thôi. Sau đó thì mới báo cho người dân rằng là thôi tạm dừng không sử dụng trong việc ăn uống mà chỉ dùng tắm giặt thôi. Vậy thì anh nghĩ rằng là cái báo cáo mà chậm trễ như thế này thì là hành vi vi phạm điều khoản nào theo quy định của pháp luật hiện nay? Như tôi vừa mới chia sẻ thì trên quan điểm cá nhân của tôi đối chiếu với các quy định của pháp luật hiện hành thì tôi thấy rằng là hành vi đấy có đủ yếu tố để cấu thành cái tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
bởi vì là cái thiệt hại về tài sản đối với người dân là rất lớn, thậm chí là thiệt hại đối với cả nhà nước khi mà nhà nước sẽ phải bỏ rất nhiều là chi phí và tiền bạc ra để thau, để xúc rửa hoặc là thậm chí là cung cấp nước sạch miễn phí cho người dân. Đấy là những cái thiệt hại mà chúng ta có thể nhìn thấy được, và tôi cho rằng là những thiệt hại đấy có theo định giá của cơ quan nhà nước thì sau này chúng ta sẽ được biết, nhưng mà cá nhân tôi cho rằng là những thiệt hại đấy không thể nào mà dưới 100 triệu đồng. Thưa anh. Dạ vâng, vậy thì về phía người dân ấy thì người ta có thể khởi kiện cái đơn vị mà cung cấp cho mình những cái sản phẩm, những cái gọi là cái nguồn nước mà không đảm bảo hay không ạ? Đương nhiên là người dân có quyền, bởi vì là hợp đồng cung cấp nước sạch đối với người dân là một hợp đồng về dân sự, là một giao dịch về dân sự. Thế thì khi mà chủ thể cung cấp nước mà không đủ đảm bảo, cung cấp được cái sản phẩm không đủ đảm bảo cho người dân, thì người dân hoàn toàn có thể khởi kiện là yêu cầu bồi thường về những cái thiệt hại do cái việc mà phải sử dụng nước bẩn gây ra. Ví dụ là thiệt hại về việc là phải mua nước sạch này, hoặc là thậm chí là cái việc mà trong quá trình sử dụng nước sạch, trong quá trình sử dụng nước bẩn mà người dân, đặc biệt là các trẻ em hoặc là bé sơ sinh phải chịu thiệt hại phải gánh chịu những thiệt hại về sức khỏe mà phải đi khám chữa bệnh, thì đấy cũng là cái thiệt hại và người dân hoàn toàn có quyền khởi kiện. Tuy nhiên có một thực tế là quyền của người dân là như vậy, nhưng mà để chứng minh cái thiệt hại thì tôi cho rằng là cũng không phải là dễ dàng. Vâng, rất là cảm ơn. Tuy nhiên thì chúng ta cũng vẫn hoàn toàn có đương thể nhiên, là luật pháp cho phép đúng không ạ? Dạ vâng. Rất là cảm ơn luật sư Giang Hồng Thanh đã đến đây và chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi.